Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Hardy Plant Doctor là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé. Over yonder, over yonder, so I... Có lẽ chúng ta luôn tự thắc mắc vì sao mọi thứ càng phát triển, từ y tế Y khoa, khoa học cho đến đủ các ngành. Trong khi đó đời sống nâng cao mà tại sao tuổi thọ con người lại dần giảm? Tại sao sức khỏe con người lại không còn bằng các thế hệ trước đây? Tại sao càng ngày càng có nhiều bệnh nan y? Tại sao dân số trẻ lại chết nhiều đến như vậy? Tại sao hở tí ra lại dễ bệnh? Trong khi mỗi ngày đều ăn đúng lành mạnh này, uống vitamin tăng đề kháng. Hàng trăm câu hỏi tại sao và tại sao? Vậy nên mình sẽ bật mí cho các bạn 10 điều dối trá khủng khiếp về nông nghiệp mà thế giới đang tuyên truyền cho con người. 6.000 đến 10.000 là con số về mẫu tin tức mỗi ngày đang nhồi vào đầu chúng ta những điều dối trá để tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh. Và sau đây là tổng hợp 10 điều dối trá mà truyền thông, chính phủ và các tập đoàn nhồi vào đầu chúng ta. Đầu tiên khá là bất ngờ là thuốc diệt cỏ an toàn đến mức có thể ăn được. Sự thật, thuốc diệt cỏ glyphosate gây ung thư, vô sinh, phá hủy thận và gây dị dạng bẩm sinh. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức xếp glyphosate vào nhóm chất độc 2A, tức là nhóm chất có khả năng cao gây ung thư và dị ứng. Hơn nữa, glyphosate còn được tìm thấy trong bột yến mạch ăn liền thứ hai thực phẩm và dinh dưỡng không thể điều trị chữa lành hay ngăn ngừa bệnh tật sự thật rất nhiều thực phẩm chứa các hoạt chất chống ung thư cực mạnh có thể phá hủy khối u tốt hơn nhiều so với việc hóa trị tức là điều trị ung thư bằng hóa chất và củ nghệ là một ví dụ điển hình thứ ba bùn thải là phân hữu cơ an toàn khi sử dụng cho vườn nhà sự thật bùn thải thật ra là nước thải sinh hoạt và công nghiệp được tái chế nên rất độc hại chứa nhiều kim loại nặng, hóa chất công nghiệp và thuốc sử dụng trong y khoa. Thứ tư, thực phẩm biến đổi gen GMO được chứng minh an toàn bởi những kiểm tra khoa học nghiêm ngặt. Sự thật, những kiểm tra khoa học được gọi là nghiêm ngặt đều là sự theo dệt bởi ngành công nghiệp sinh học và sản xuất hóa chất, bao gồm những tập đoàn hưởng lợi nhuận khổng lồ từ việc bán thực phẩm biến đổi gen. Ví dụ, thí nghiệm an toàn trên động vật được thực hiện trong 90 ngày trong khi đó các khối u chỉ xuất hiện từ tháng thứ tư trở đi. Những nhà khoa học phản đối GMO đều bị đe dọa phải giữ im lặng. Thứ năm, lượng CO2 tăng sẽ phá hủy trái đất. Sự thật, CO2 là thức ăn của thực vật. Việc tăng CO2 thực sự phủ xanh trái đất và đẩy nhanh quá trình tái tạo rừng, thúc đẩy sinh trưởng của cây cối và hỗ trợ mùa vụ nông nghiệp. Thứ sáu, trái cây sạch, bao ăn cơm bao no, nước mía khủng, siêu rẻ. Sự thật, các loại trái cây trồng hữu cơ thuận tự nhiên rất khó đạt chất lượng đồng đều. Dưới vô vàn tác động của môi trường xung quanh như là thời tiết, côn trùng, nhiệt độ, ánh sáng, đặc biệt là mưa gió, sẽ cho trái ngọt này, trái kém ngọt, trái ngon, trái ít ngon hơn, hay là trái chín trước, trái chín sau, hay là trái rụng non. Ví dụ, sầu riêng có thể bị rụng non do mưa gió nên hay bị sượng. Còn sầu riêng bao ăn, luôn mềm ngò chín, đều là do sử dụng hóa chất trong trồng trọt và bảo quản. Mít cũng vậy, mít cùng một cây cũng có trái, ngon ngọt dày muối và cũng có trái kém ngọt, ít dày muối hơn. Tuy nhiên, trái cây trồng hữu cơ luôn cho mùi vị và hương thơm hết sức tự nhiên, khác hẳn các loại trái cây trồng bằng phân thuốc. Tương tự, hóa chất bột nở được cho vào gạo để giúp cơm tăng thể tích gấp 2 đến 3 lần nên có khả năng bao no cho người ăn. Còn giá mía nguyên liệu làm ra một lít nước mía nguyên chất là khoảng 30.000 đồng. Trong khi một ly nước mía khủng siêu rẻ chỉ khoảng 5.000 đồng. Bí mật nằm ở máy ép mía, bí mật trộn nước mía với đường hóa học mà người tiêu dùng không hề hay biết. Tôn sùng khoa học một cách mù quáng, đặc biệt là hay tin tưởng tuyệt đối vào những gì báo chí và các cơ quan quản lý công bố. Thế giới khoa học thực ra cũng là một xã hội thu nhỏ. Có đúng sai thị phi, có tốt xấu, có thế lực đen và cũng có những trái tim tâm huyết. Đã bao giờ các bạn tự hỏi là ai đang tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học, ai trả lương, nuôi các nhà khoa học, và ai đang hưởng lợi từ kết quả khoa học? Và cách tốt nhất là chúng ta không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, để tin vào chính bản thân mình, luôn là cách duy nhất và tốt nhất. Thứ bảy, ung um thư nhiều không phải do thực phẩm bẩn sự thật thực phẩm bẩn chứa nhiều hóa chất tổng hợp công nghiệp độc hại gây ra sự đột biến tế bào làm rối loạn quá trình chuyển hóa cơ thể các hóa chất này được sử dụng trong quá trình sản xuất bao gồm thuốc trừ sâu thuốc dệt cỏ phân hóa học trong quá trình chế biến như việc tạo màu làm mềm tạo mùi vị hay hương thơm xả và trong cả quá trình bảo quản cơ thể người hoàn toàn không tiêu hóa được những hóa chất này và xem chúng như chất độc cần được thải ra ngoài. khi chức năng bài tiết giải độc bị quá tải, các hóa chất này xâm nhập vào các cơ quan quan trọng của cơ thể, gây ra đột biến tế bào, từ đó khiến tế bào ung thư sinh sôi nảy nở. theo các thống kê tại việt nam, tỷ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm khoảng 35 đến 40% cao nhất trong số các tác nhân gây ung thư. và điều dối trá thứ 8 đó là sữa bò công nghiệp là thực phẩm tốt cho con người và có thể dùng với số lượng lớn suốt cuộc đời. Sự thật, 50 năm trước, một con bò sữa được nuôi ăn cỏ hoàn toàn, sản xuất trung bình 1.000 lít sữa trên một năm. Ngày nay, những con bò sữa công nghiệp được nhồi thức ăn chăn nuôi biến đổi gen, GMO, chích hormone môn tăng trưởng kích sữa, chích kháng sinh chống viêm vú, có thể sản xuất 20.000 lít sữa trên một năm. Bò sữa bình thường chỉ cho sữa trong giai đoạn nuôi bê con. Còn bò sữa công nghiệp ngày nay bị bắt thụ tinh đẻ liên tục nên cho sữa quanh năm. Trong sữa còn có cả tế bào mủ và máu của bò. Mặc dù đã được lọc nhưng không bao giờ có thể lọc hết các tế bào loại này trong sữa. Ví dụ, Úc cho phép 40.000 tế bào trên 1 ml, Mỹ cho phép 750.000 tế bào trên 1 ml, Brazil cho phép 1 triệu tế bào trên 1 ml sữa thực chất là hỗn hợp của hóa chất thuốc hormone tăng trưởng kháng sinh thực phẩm biến đổi gen và tế bào mù chỉ cần một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng việc uống sữa là hoàn toàn không cần thiết và điều dối trá thứ chín là cần sa tự nhiên là chất độc hại gây nghiện nên phải cấm sử dụng sự thật theo thống kê ở hoa kỳ cần sa không gây ra bất cứ cái chết nào cho con người trong khi rượu và thuốc lá là những nguyên nhân tử vong hàng đầu những ai thử hút cần sa đều không hề bị nghiện và bạn không thể chết vì quá liều cần sa mặc dù có những tác dụng phụ khi quá liều trên thực tế con người đã dùng cần sa suốt nhiều thiên niên kỷ và việc biến cần sa thành bất hợp pháp và đánh đồng nó với heroin xuất phát từ vấn đề phân biệt chủng tộc tại hoa kỳ tức là kỳ thị người mexico cũng như phục vụ mục đích kiểm soát các sắc dân và cộng đồng các nhà khoa học đã khẳng định cần sa tự nhiên không liên quan đến hội chứng bạo lực, điên rồ hay mất trí của con người. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt chất TAC và CBD trong cần sa có tác dụng kháng ung thư, chống động kinh, chống oxy hóa, bảo vệ thần kinh, chống viêm, kháng sinh, chống virus, chống nấm và đặc biệt là hỗ trợ điều trị các bệnh thần kinh, mất trí nhớ, hết sức hiệu quả. Và điều dối trá cuối cùng, thứ 10, là thịt chăn nuôi công nghiệp an toàn cho người tiêu dùng. Sự thật, heo công nghiệp được nuôi hoàn toàn bằng các loại cám công nghiệp, thành phần bao gồm các sản phẩm biến đổi gen, bao gồm ngô, đậu nành, trộn lẫn với các hóa chất tăng trọng tạo nạc, phổ biến nhất là sitemai, slenbutaro, sabutamot, ractomai, nhằm giúp heo lớn nhanh như thổi. Trung bình heo tăng 1kg đến 2kg trên một ngày, nuôi chừng 3 tháng là được con heo hơn một tạ thịt heo hơi chúng ta ăn thịt heo công nghiệp tức là cũng gián tiếp ăn luôn các hóa chất tăng trọng tạo nạc kháng sinh thực phẩm biến đổi gen hậu quả của nó bao gồm suy giảm hệ miễn dịch tức kháng thuốc kháng sinh vô cùng nguy hiểm dậy thì sớm béo phì dối loạn tiêu hóa và gà công nghiệp cũng được nuôi theo cách tương tự như heo và là món bán chạy nhất trong các cửa hàng thức ăn nhanh và đó là 10 điều dối trá về nông nghiệp mà mình muốn truyền tải đến với tất cả mọi người. Không biết ý kiến của mọi người về những vấn đề này như thế nào nhỉ? Có thể cho mình biết được không? Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giây phút này. Bye!